Ê, gỗ quá đẹp. Tôi nghe anh em giới thiệu cho anh em cái con Canmi 1984 quá đẹp, giá tầm trung. Anh em có mua thì bấm vào giá hàng mua nha, để góp con trái á. Đây. Nè, Canmi 1984. Chạy thử máy quá mạnh, pin 75% này ha, chưa sạc. Coi coi phụ kiện kèm theo còn gì, cái hộp rất là đẹp nha. Đây, trong đây nó sẽ cho kèm theo là một củ sạc và bốn cây cử. Xé luôn cho, nó có bốn cây cử nha. Đây, cái này cử 3 nè, cử 1.5 nè, 1.5 và cử 3 4.5 với 6 chấm. Rồi đây, máy chạy rất là êm mạnh nha, máy nghe rất đã luôn. Rồi mình test lên đầu thử cho anh em xem luôn nha. Đây. Rồi anh em có muốn trên đầu khách luôn nha. Đấy à, ăn rất là mịn nha anh em, liền ngọt ngay luôn. Con này thì đi khung cây lược, đẩy sát, ủi sát thì đều ngọt hết luôn anh em, không có chỗ nào dướng, thì rất là ngọt. Đủ chân mày luôn hay ok, uống chân mày luôn. Đủ luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha. Có mua trong đơ Canmi 1984 bấm vào giỏ hàng góc bên trái nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Xin chào.